giấu dép bạn nữ cùng lớp, thanh niên nhận hình phạt khó đỡ từ thầy. Mới đây, một bạn nam sinh nghịch ngợm đã chơi trò giấu dép bạn cùng lớp, vì trước đó bạn nam cũng là nạn nhân của trò chơi này. Tuy nhiên trời xui đất khiến, bạn nam lại bị thầy bắt được nên quyết định phạt bạn để làm gương cho cả lớp. Thầy đến thứ ba mà em mà thầy tìm lại được đôi dép đó là thầy cho vô sổ bài nha. 1 2 Tiếng Anh. Ra giấu dép bạn. Thế nhưng đối với thầy thì đó là hình phạt, nhưng trong mắt cộng đồng mạng thấy phạt cũng là thưởng mà thưởng cũng là phạt. Theo đó, thầy yêu cầu bạn nam phải ngồi xuống mang lại giày cho bạn nữ trước sự chứng kiến của cả lớp. Mọi người khi xem qua đoạn clip đã vô cùng thích thú trước hình phạt độc đáo và vui nhộn của thầy giáo. Nhiều người còn ao ước được trở lại làm học sinh để thầy phạt như thế. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: thầy mời phụ huynh của hai bạn cho hai bên biết mặt giáp lời luôn đi thầy. Thầy phạt kiểu này đúng ý ảnh, ảnh cười khó chí. Có chơi có chịu, ai chơi mát thầy, chơi không có đẹp nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video của chúng tôi. Đừng quên like, đăng ký và theo dõi kênh Fit để cập nhật tin tức mỗi ngày nhé.